Chào mừng các bạn đến với kênh Tóc Hàng Tuần. Hôm nay May sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổ cầu vòng nha. Và May sẽ đổ vào cái khuôn trong này, hình trái tim. Khuôn này đổ rất là đẹp nha các bạn. Và mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm chai bia, nhưng mà không cần khuôn. Mình mua cái chai nước ngọt về, mình rửa sạch và mình cắt lấy, mình bỏ cái phần đáy á các bạn. Và đây là khuôn ly bia. Nếu bạn nào không có khuôn ly bia thì mình sẽ sử dụng cái ly mà của ông hoặc của bố uống rượu á. Mình lấy mình làm cũng được luôn nha. Và bây giờ thì mình sẽ đổ chai bia trước. Mình sẽ cho vào đây một chén nước. Mình cho vào 2 thìa cà phê bột trà xanh. Mình khuấy cho thật là tan nha các bạn. Nó tan hết mình mới cho rau câu vào. Rau câu cộng cái lượng nước lúc nãy thì tổng cộng sẽ là 350ml nha các bạn. Rau câu mình đừng có để nóng quá, tại vì mình đổ vào cái chai nhựa. Và bây giờ mình đổ ly bia. Ly bia sử dụng khuôn thì mình sẽ đổ rau câu trong. Còn bây giờ mình đổ cái ly bia mà mình thay thế thì mình sẽ đổ màu. Mình cho một chút màu vàng vào nha. Sau đó mình đổ vào ly và mình để tất cả qua một bên cho nó nguội. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái khuôn cầu vòng ha. Mình chuẩn bị ở đây là một ít sữa đặc, rau câu. Cái khuôn này thì mình sẽ canh bằng mắt. Nếu như các bạn đổ khuôn tròn đó, thì các bạn sẽ ước lượng cho nó là 3, 4 hoặc 5 thìa rau câu. Tùy sở thích các bạn thích cái vân lớn hay nhỏ. Nhưng còn cái khuôn này nó đặc biệt, cho nên là các bạn canh bằng mắt. Tại vì nó lớn nhỏ, các bạn nhìn ở trong cái lòng của nó thì các bạn thấy. Mình sẽ cho một ít sữa đặc vào. Và sau đó mình cho màu, mình cho màu hồng nha. Mỗi một màu mình sẽ đổ 2 lần. Một lần cùng với sữa đặc và một lần là màu không với rau câu. Bây giờ mình vẫn tiếp tục với màu hồng nhưng mà sẽ không có sữa nha các bạn. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài màu thôi, những màu khác làm tương tự. Vì nếu như mà làm từng màu một thì cái clip nó sẽ rất là dài. Bây giờ sẽ đến màu cam nha.
ở trong phòng máy lạnh, cho nên là cái rau câu nó mau đặc và nó kéo màng ở trên. Tại thời tiết ở chỗ mây thì khá là nóng. Bây giờ đến màu vàng và đây là màu xanh. Đây là xong. Bây giờ mình sẽ để qua một bên chờ nó nguội nha. Tiếp theo thì mây sẽ đổ đá. Mình sẽ lấy cái khay đá trong ngăn đông tủ lạnh á, mà các bạn có thể đổ vào cái khuôn rồi cắt ra làm đá cũng được. Mình đổ rau câu trong thôi. Bây giờ cái khuôn ly bê đã nguội, mình sẽ gỡ ra cho các bạn xem. Dùng khuôn thì nó đẹp, nhưng mà nếu như mình không có khuôn thì mình có thể dùng cách khác. Mai chia sẻ cho các bạn hai cách luôn. Cái ly này thì cái đáy của nó không có bằng phẳng, nên mình sẽ cắt cái phần đáy để cho cái ly nó đứng được nha. Mình sẽ pha màu vàng, mình đổ vào cái ly mà đổ bằng khuôn á các bạn. Sau đó mình để qua một bên chờ nó nguội, rồi mình sẽ làm bọt bia. Mai cho vào đây một ít sữa cùng với rau câu. Mình đổ tráng một lớp bên trên, sau đó cái phần còn lại mình để cho nó hơi nguội một chút. Mình dùng cái nĩa mình đánh tạo bọt, và sau đó mình lấy muỗng mình vớt cái lớp bọt mình cho lên trên. Sau cái lớp bọt đầu tiên này thì các bạn sẽ để cho nó đặc, nó nguội lại, rồi mình sẽ lại tiếp tục mình đánh, mình làm thêm một cái lớp bọt nữa đổ bên trên thì nó mới đẹp nha. Đây, bây giờ mình để cho nó nguội ha. Bây giờ mình sẽ gỡ cái khuôn trái tim này ra. Khuôn này đổ rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà giá của nó cũng hơi chát, gần 300 ngàn cái khuôn này đó. Đó, đẹp chưa? Rất là xinh ha các bạn. Bây giờ thì Mai gỡ chai bia ra, Mai mới lấy trong tủ lạnh. Chai bia thì các bạn nên để trong tủ lạnh á, thì nó sẽ dễ gỡ hơn, tại vì nó có hơi nước á. Mình cũng gỡ mấy cái viên đá bằng rau câu ra luôn nha.
Bây giờ mình cho một ít đá vào. Sau đó mình mới đặt chai bia lên. Và đây là tem bia nha các bạn. Mình sẽ in bóng, rồi mình cắt ra, mình dán lên chai bia. Đây mình cắt ra nhỏ như thế này. Mình sẽ đặt lên, sau đó dùng rau câu để dán. Mình sẽ dùng cây dao mình nhúng vào rau câu. Sau đó mình dán. Tương tự với cái tem trên cổ chai cũng thế nha. Bây giờ mình đặt ly bia vào. Đó các bạn thấy nè, sau khi mà mình để nguội, mình đổ thêm một cái lớp bọt bên trên. Đó, thì nó sẽ đẹp như vậy nè. Còn nếu như các bạn mà không để nó nguội, các bạn đổ bọt liên tục á, thì nó sẽ bị trôi. Bây giờ May sẽ cho thêm một ít đá. Các bạn cũng có thể trang trí thêm trái cây lên cho nó đẹp, hoặc mình đổ hoa đâu câu mình gắn lên tùy sở thích nha. Như vậy là xong rồi đó. May chúc các bạn làm thành công nha.